Hello tất cả mọi người, trận đấu hay nhất từ buổi sáng ngày hôm nay. Trận đấu ở nội dung đôi nam nâng cao. Phía gần màn hình cặp đôi Minh Phúc và Nguyễn Chiến. Đối đầu cặp đôi Hưng Con và Đức Con của Bắc Ninh. Về cầu rất tốt, rất đáng tiếc cho pha cầu lỗi của Nguyễn Chiến. Điểm số 1-2. Đôi nam nâng cao anh em ơi. Bắt lưới tốt từ Minh Phúc. Điểm 3-1 cho cặp đôi Minh Phúc và Nguyễn Chiến. Cặp đôi đến từ Hải Phòng. Hải Phòng gặp Bắc Ninh nha anh em. Cầu lật lưới. Đổi điểm 2-3. Hello chị Diễn Nghĩa, xin chào Lê Diệu Linh, xin chào Hoàng Anh Tú, chào tất cả mọi người. Cuối cùng thì cũng đến loạt trận đôi nam nâng cao để anh em mình cùng thưởng thức. Bắt cầu trượt từ Đức, từ Hưng. Điểm 4-2. Chào mừng tất cả mọi người đến với nhà thi đấu quận Tây Hồ. Đây là trận đấu hay nhất từ buổi sáng ngày hôm nay. Trận đấu ở nội dung đôi nam nâng cao. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Nguyễn Chiến và Minh Phúc đến từ Hải Phòng. Phía xa màn hình, cặp đôi Hưng Đức đến từ Bắc Ninh. Điểm 4-2 nghiêng về cặp đôi áo đen. Ngoài sân 5-2. Đập cầu rất căng từ Hưng Còn. Đổi điểm 3-5. Ok anh em, mọi người giúp chia sẻ một cái live stream, một lần cái live stream này đúng không ạ? Rất nhiều người ngoài kia họ đang mong chờ trận đấu, những trận đấu hay của giải đấu này. Và bây giờ thì mới có trận hay. Bây giờ sẽ là loạt đôi nam nâng cao, anh em sẽ được thưởng thức rất nhiều trận đấu hay. Điểm 4-5. Tạ Thị Chiến đập cầu lỗi. Có vẻ tình huống đó là một tình huống đèn chói, Chiến đã đánh hỏng. Hello Từ Rang, không đánh nâng cao thì đánh gì em ơi. Hưng Đức bọn nó có huy chương đồng toàn quốc mà. Ok Hoàng San, Hưng Đức chả biết nó mới nhập học trường gì, nó đi đánh cho trường gì ấy. Trong giải này có nhiều anh em mới nhập học lắm. Vũ Thiết cũng mới nhập học trường mới xong. Hiểu bọn nó toàn đánh thuê cho các trường mà. Cầu vẫn trong sân. Điểm 6 đều. Hello 107 người xem, mọi người ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ nha. Đánh cầu tốt từ Minh Phúc. Minh Phúc chính là tay vợt thuộc tuyển quốc gia Việt Nam đấy. Năm trước thì Minh Phúc tham gia giải đấu này ở nội dung đơn nam nâng cao. Trận bán kết Minh Phúc gặp Tiến Tuấn bị thua ngược nên chỉ được huy chương đồng. Cho cơ sở Olympic Anh Đức năng khiếu thể dục thể thao. Tí thì được. Điểm số 7 đều. Đúng rồi, cửa ra kia hơi chói mắt mọi người ạ. Đánh ở cái sân giữa này khó quay lắm. Tí các vận động viên đổi sân, Hùng thử đổi góc quay cho anh em nhá. Hùng xuống sân quay. Nhưng mà góc này tính ra là đẹp đấy, nhưng mà dính cái cửa. Hai đôi Huy Mạnh và Chiến Tuấn của năng khiếu thể dục thể thao di chuyển cái khu sân số 1. Mọi người cho ông biết chất lượng mạng có ok không ạ? Mờ ạ. Điểm số 8 đều. Không còn rồi. 9-8 cho Hưng Đức. Đồng Thành Đại học Công đoàn, Nguyễn Hiếu năng khiếu thể dục thể thao thi đấu sân số 1. Ok, điểm 9 đều, căng phết nhưng mà vẫn chưa có đường cầu hay mấy.
Đầu cầu rất tốt từ Hưng Con. Xin nhắc hai đội nâng cao minh mạnh và chiến thuật khẩn trương di chuyển khung sân số 4. Rất nhiều trận đấu hay. Xét mới quay trận này. Nhiều thì mà thôi, đặt ra đằng kia cho đỡ và phải tiếng. Ra xem rồi. Hello anh em, xét máy quay sân bên cạnh đây. Một trận đấu cũng rất hay. Ok, khoảng cách đang được tạo ra, điểm 12-9 cho Bắc Ninh. Sân số 1, Huy Mạnh đang thiếu đường cao, Chiến Tuấn đang thiếu đường thể thao. Các vận viên thi đấu nội dung đôi nam nữ nâng cao: Việt Mai Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, Hưng Thảo Trung học Cơ sở Olympic, Minh Phúc Học viện Hành chính Thiếu Trung Nam Thiếu Thể dục Thể thao. Khởi động để chuẩn bị thi đấu. Đôi nữ nâng cao. Chị ơi. Chị. Linh Võ Phương Anh Chí và Phương Ly năng khiếu thể dục thể thao. Em thấy ra sân mẹ rồi, không để ý. Khởi động chuẩn bị thi đấu trận tiếp theo. Có thằng dài màu hồng mà nè. Cặp chân coi. Khi nào em đánh tiếp? Sơn đi chứ sơn. Sơn ơi, đâu có bố lên đó. Mong quá. Mẹ ơi mẹ, không nói này mẹ kinh quá chứ. Hello 142 người xem cũng đã trở lại rồi đây. Ôi bên kia bật à? Bên đổi sân rồi. Đấy, đấu này chỉ đánh chắc 2-5 thôi mọi người ạ. Phản công ngoài từ Nguyễn Chiến. 18-13 cho Hưng Đức. Hello anh Cao Chiến Quốc Học không đánh giải này anh ạ. Chỉ ở đây năm nay không có nội dung đơn nên là năm nay không có nội dung đơn. Các vận động viên chỉ đánh đôi thôi mà đôi cũng rất mạnh. Nếu mà đơn thì cũng rất mạnh mọi người ạ. Anh em mình lại sắp được theo dõi chung kết đôi nam nữ nâng cao ở sân số 3 này nha. Chung kết sớm quá nhở. Rất đáng tiếc cầu ngoài sân 19-16 cho Hưng Đức. Ok anh ơi, chắc là phải hết loạt trận nâng cao này anh ạ. Anh em chuẩn bị xem chung kết nha.
cầu ngoài sân. Chiến Nguyễn hôm nay có vẻ cảm giác cầu không tốt, đánh ra ngoài khá nhiều. Vừa rồi ở giải vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc thì cặp đôi Hưng Đức đã thất bại trước cặp đôi Thương Minh của Quảng Ninh ở vòng tứ kết và đã không có giải tại giải đấu đó, và họ đang cố gắng để giành chức huy chương giải báo nội dung nâng cao này. Liệu rằng họ có thể đăng quang ngôi vô địch không? Họ được đánh giá là một trong những cặp đôi mạnh nhất của giải đấu này. Và chính xác là Hưng Đức, cho dù là giải miền Bắc hay là giải toàn quốc, ở giải phong trào thì cũng được đánh giá cao mà. Điểm số rút ngắn 17-20, Minh Phúc Hải Phòng giao cầu. Cầu tốt, 18-20. Nói chung đây là trận đấu đầu tiên, đâm ra cảm giác các vận động viên đánh nó chưa vào tay cho lắm. Nhìn nó vẫn chưa cống hiến nhiều đường cầu hay lắm. Chặn lưới rất đơn giản. 21-18. Rất mạnh từ Nguyễn Chiến, bên này rất bền. Pha chém cầu của tay vợt chuyên đơn Minh Phúc. Minh Phúc có những pha chém cầu chéo sở trường. Trận đấu đối đầu gần nhất giữa Minh Phúc và Quốc Học thì chiến thắng dành cho Minh Phúc ở giải đồng đội toàn quốc nha các bạn. Minh Phúc có tay vợt chuyên về đơn. Ở Thái Bình, Thái Bình em chưa nghĩ ra cái tên nào, nhưng không có ai Thái Bình đánh giải này anh ạ. Đập cầu tốt cho Minh Phúc, 21-22. Thế này 50-50 lắm, set có 25 thôi. Phát cầu tốt từ Nguyễn Chiến, 22 đều. Đội Lương Bích Linh Học Viện Hành Chính. Tiếc quá Phúc ơi. Yeah. 23 điều, các vận động viên đánh luống cuống ấy nhỉ, cảm giác chưa vào tay thì. Lỗi nhiều thật. Có mỗi 2 điểm nữa rồi đấy. Ép lưới rất tốt, 24-23. Khá căng thẳng về mặt điểm số, tuy nhiên cũng chưa có nhiều được cầu hay. Và cầu vội vàng của Minh Phúc, trận đấu kết thúc 25-23, một chiến thắng vừa đủ cho cặp đôi Hưng Đức. Một pha cầu khá vội vàng của Minh Phúc, rất đáng tiếc. Trận chung kết đôi nữ nâng cao trên sân số 3, Bích Linh Học Viện Hành Chính, Phương Ly Năng Khiếu Thể Dục Thể Thao. Mọi người Hùng kết thúc livestream để thực hiện livestream mới cho nó nét hơn nhá.